nếu mà nói chính xác con này nó còn nhanh hơn con kia. Nè con Hikari kìa. Nếu mà bây giờ nó thả ra cái con đấy ấy, bây giờ mà mình đính những cái tốc độ kiểu này ấy, thật sự là cái chân gạt cúc này nhiều khi nó gạt cúc cái phát là nó canh cái cúc khỏi cái chân vịt luôn. Ừ. Đó. Con Hikari cái tính ra nó có nhiều cái khuyết điểm mà nó tính của cái thứ hai là đính nó chờ tính như cái kiểu là thời gian nó như kiểu là mình định hình lại xong bắt đầu mới tiếp tục đính được, nó không như con này một phát là một cái mình đạp thôi bây giờ tiếp tục đính mà đính nó nhanh, con này chính là nó nhanh hơn.